Tài trống, sai đặt. Trọng tài đã ra tín hiệu, hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Đề nghị hai đội thi đấu tích cực. Rất tiếc cho Đạt Trung Lương vừa rồi. Khắc sơn của đội 2 bằng kỹ thuật phản đòn đã loại Đàm Trung Lương ra khỏi nèo số 7 và đã nghỉ thắng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Duy Minh, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban dân xã lên trao đèo số 7 cho Đô Khắc Sơn. Xin trân trọng kính mời ông. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Duy Minh. Sau đây là chương trình thi đấu ở lèo số 10 giữa đôi Hiếu Minh của Quốc Oai đứng đầu lèo và đô Quang Long của đội 5 xin đeo. Mời hai đô vào sới thay trang phục để làm thủ tục thi đấu. Bây giờ anh. Sau trận thi đấu này là trận thi đấu ở lèo số 11, Duy Tùng của đội 6 đứng đầu lèo, Tạ Thắng của đội 6 xin đeo. Hai đô chuẩn bị. Để các đôi thoải mái đi hết rồi thôi không? Đây là một cái giải gì không?